Thưa quý vị khán giả, trong các tác phẩm bài viết của Hồ Chí Minh, chúng ta thấy có hàng trăm từ khéo chủ yếu đề cập đến vấn đề khéo lãnh đạo của cán bộ lãnh đạo quản lý. Theo Hồ Chí Minh, khéo chính là một nghệ thuật. Hồ Chí Minh viết rằng, khéo tính toán, chi tiêu tiền bạc cho hợp lý, đó là một nghệ thuật quan trọng. Nghệ thuật ấy không phải là dễ. Lãnh đạo chính trị, theo Hồ Chí Minh, cũng là một nghệ thuật lãnh đạo hay khéo lãnh đạo. Vai trò to lớn của nghệ thuật lãnh đạo hay khéo lãnh đạo của Đảng ta được Hồ Chí Minh chỉ rõ. Nhờ Đảng khéo lãnh đạo cho nên nhân dân ta đã thành công trong cuộc cách mạng tháng 8, thắng lợi trong cuộc kháng chiến trường kỳ. Khéo lãnh đạo tức là mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải khéo trong xây dựng đường lối, chính sách, khéo trong tổ chức thực hiện, vận động, tuyên truyền, thuyết phục, đoàn kết quần chúng, trong sử dụng cán bộ, trong kiểm tra, kiểm soát. Trước hết, phải khéo đề ra đường lối chính sách. Có khéo xây dựng thì đường lối chính sách đó mới đúng đắn. Đường lối chính sách đó phải được xây dựng dựa trên các căn cứ khoa học, phù hợp với thực tiễn cuộc sống. Mà điều quan trọng là những người lãnh đạo phải biết cách khéo lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân để đường lối chính sách đó sát thực tiễn, hợp với lòng dân, thực sự phục vụ nhân dân. Người viết phải khéo tập trung ý kiến của quần chúng, hóa nó thành cái đường lối để lãnh đạo quần chúng. Những người lãnh đạo lại càng phải khéo hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đường lối, vì đó là một công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự tích cực, chủ động, sáng tạo, và chủ thể thực hiện đường lối chính sách ấy là nhân dân. Người nêu rõ mỗi công việc của Đảng phải giữ vững tính cách mạng của nó, lại phải khéo dùng những cách thức thi hành cho hoạt bát. Cụ thể, những người lãnh đạo phải khéo sắp xếp, tổ chức mọi công việc, khéo thuyết phục, tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải khéo thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu vừa trên cơ sở kiên định về nguyên tắc, vừa biết vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt trong từng địa phương, lĩnh vực, từng ngành, phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Quan trọng nhất là phải khéo dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Dân vận khéo có nghĩa là mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự là tấm gương mẫu mực trong công việc và sinh hoạt cho dân noi theo. Phải gần gũi nhân dân, có lòng nhân hậu, thái độ hòa nhã, độ lượng, hết lòng vì dân, cốt sao cho được lòng dân. Dân vận khéo còn có nghĩa là cán bộ, đảng viên phải khéo cư xử, giao tiếp để thuyết phục được nhân dân. Mỗi giai cấp, tầng lớp trong xã hội đều có những đặc điểm riêng về trình độ nhận thức, tâm lý, lối sống, cách sinh hoạt. Do vậy, khi làm công tác dân vận, phải thật khéo trong cách ứng xử với họ. Chẳng hạn đối với những người theo tôn giáo, người căn dặn cán bộ cần phải khôn khéo và cẩn thận từ lời nói cho đến việc làm. Khéo tổ chức thực hiện đường lối chính sách của Đảng và nhà nước, đặc biệt cần tới khéo sử dụng cán bộ của những người cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây còn được coi là công việc quan trọng của Đảng, vì công tác gì nếu có cán bộ tốt mới thành công. Làm tốt công tác cán bộ nghĩa là các tổ chức đảng, những người lãnh đạo phải rất khéo léo trong quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ. Hồ Chí Minh chỉ rõ, mục đích khéo dùng cán bộ cốt để thực hành đầy đủ chính sách của Đảng và Chính phủ, biết khéo kết hợp các loại cán bộ để nâng cao hiệu quả mọi công việc của Đảng và nhà nước. Khéo kết hợp các loại cán bộ tức là những người lãnh đạo còn phải khéo kết hợp giữa cán bộ cũ và mới, tại chỗ và cán bộ từ nơi khác đến, cán bộ địa phương và cán bộ trung ương, cán bộ nam giới và cán bộ nữ, cán bộ già và cán bộ trẻ. Trong tấm lòng Việt Nam. Muốn đạt tới sự khéo léo trong lãnh đạo, điều trước hết và cốt yếu của người cán bộ, đảng viên cần phải có đạo đức cách mạng. Cần có cái tâm trong sáng, có lý tưởng và bản lĩnh chính trị cao đẹp, có nhân cách cộng sản để giàu sang không quyến rũ, gian khó không thay đổi, vũ lực không khuất phục, biết lo trước thiên hạ, hưởng sau thiên hạ mới tránh được các thủ đoạn, sự cám dỗ của đồng tiền trong lãnh đạo, tức những điều xấu xa trái ngược với khéo lãnh đạo. Những quan điểm về khéo lãnh đạo trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị đối với chúng ta trong việc nâng cao sức hấp dẫn của Đảng giai đoạn hiện nay. Tới đây thì mục họp báo mỗi ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn hôm nay cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong mục này lần sau.